nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Bài ca nhập lễ nói với chúng ta về bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, và biết lấy chi cảm mến, biết lấy chi báo đền. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống theo điều Chúa mong ước, bước theo con đường Chúa đi. Và Chúa ở với chúng ta khi chúng ta làm việc trong chương trình của Chúa. Chúng ta sẽ làm với sự khôn ngoan và sức mạnh của chính Chúa. Chúng ta hợp ý xin Chúa cho chúng ta trở nên những con người mới, biết mình là ai và làm cho đến cùng những điều Chúa mong đợi nơi chúng ta. Chúng ta hợp ý cầu nguyện cho các linh hồn Anton, Francisco, Maria, Simon, Katarina, Joachim và Anna dỗ 100 ngày để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Con cái trong nhà chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con,
chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Nam vô Ozia băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của người bao phủ đền thờ. Các thần sốt mến đứng trước mặt người, và luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói. Lúc bấy giờ tôi mới nói: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn. Tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp. Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các thần sốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp lửa gấp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi. Lỗi của ngươi được xóa bỏ, và tội của ngươi được thứ tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Ta sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa: Này con đây, xin hãy sai con. Đó là lời Chúa. Chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến,
Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba người đã sống lại, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với 11 vị. Sau đó, người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi người hiện ra với Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, người cũng hiện ra với chính tôi như đứa con đẻ non. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó người đứng ở bờ hồ Genezareth, người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo Simon rằng: hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng: thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời thầy con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng: lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Gia-cô-bê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giê-xu phán bảo ông Simon rằng: đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bây giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu kết của bài phúc âm: các ông từ bỏ mọi sự mà đi theo người, đó là một việc làm phát xuất từ một lẽ sống mà các ông đã có được sau khi chứng kiến những việc Chúa làm cho các ông. Mỗi một người chúng ta cũng cần có một lẽ sống, và lẽ sống đó là cái điều tốt đẹp mà chúng ta tìm kiếm. Thế nhưng bài đọc một cho chúng ta thấy chúng ta là những con người yếu đuối, thực sự là yếu đuối. Ta mong ước những điều tốt đẹp lắm, và những mong ước đó từ đâu mà đến? Thưa rằng Chúa đặt vào trong lòng chúng ta. Vậy thì Chúa không để chúng ta mồ côi, Chúa đã đặt vào trong lòng chúng ta những mong ước tốt đẹp.
thì Chúa sẽ ban ơn phù trợ, dẫn dắt để chúng ta có được những điều ấy. Một người gieo hạt mà không chăm sóc thì gieo làm chi? Vậy thì khi mà Chúa đã đặt vào trong lòng chúng ta những ước muốn tốt đẹp thì Chúa sẽ ban ơn phù trợ để chúng ta có được những điều tốt đẹp đó. Có một em tên là Corina, 13 tuổi, người Uruguay, thuật truyền. Ở trước nhà tôi có một bà hàng xóm. Một lần kia bà đi nói xấu với mọi người về gia đình tôi. Mẹ tôi biết được nên rất buồn lòng, và mẹ tôi cấm tôi không được nói chuyện với bà hàng xóm đó nữa. Tôi vâng lời mẹ và giữ như vậy được một thời gian dài. Rồi một ngày tôi cùng với một người bạn gái đi ngang gần nhà bà hàng xóm, bất chợt trông thấy bà và tôi tự nhiên cúi đầu chào bà. Khi trở về nhà, Corina nói với mẹ: "Mẹ à, mình không thể cứ tiếp tục cư xử như thế đối với bà hàng xóm nhà mình. Con thấy là mình phải chào hỏi khi gặp bà, vì bà ấy cũng là một người tin Chúa như mình, và con nghĩ Chúa cũng có trong tâm hồn của bà ấy, mẹ ạ." Nghe như thế, thoạt tiên thì mẹ thấy hơi khó chịu, nhưng rồi như Corina thuật lại, rồi mẹ tôi cũng hiểu ra, và từ đó chúng tôi nói chuyện trở lại với bà hàng xóm. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên lắm, và dần dần bà trở thành bạn thân của gia đình chúng tôi. Thiên Chúa là tình yêu. Sự hiện diện của Chúa luôn luôn nối kết các tâm hồn, và sự nối kết giữa các tâm hồn được bắt đầu và nên trọn hảo trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Nhưng ai dám nghĩ đến sự hiệp thông với Chúa là đấng cực thánh? Bởi vì Chúa thật là cao trọng. Ngay cả ngôn sứ Isaiah cũng phải kêu lên: "Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế giữa một dân tộc môi miệng ô uế. Thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua, là Đức Chúa các đạo binh." Thế nhưng trong tình yêu, không có cao, không có thấp, không có biên giới, không có hàng rào. Vì Chúa là tình yêu nên Chúa luôn đi bước trước trong cuộc đối thoại. Là đấng cực thánh, Chúa nói chuyện với một ai không phải vì họ xứng đáng, mà chỉ vì Chúa là tình yêu. Và đúng như thế, tình yêu Chúa chạm đến con người, chạm đến chúng ta, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi sự bất xứng. Bên trên ngai tòa Chúa là các thần gọi là Seraphim, thần sốt mến, các ngài cháy lửa yêu mến Chúa và hằng tỏ ra lòng sốt sắng. Lửa mến được thần sốt mến mang xuống thanh tẩy chúng ta khỏi cái phần tội lỗi. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và được xá tội." Trong tình yêu của Chúa không có ai là bất xứng. Và ngược lại, khi chúng ta có một đời sống tràn ngập tình yêu rồi, thì như lời sứ thần Seraphim đã nói trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, ngươi đã được tha lỗi và được xá tội. Tình yêu của Chúa không chỉ thanh tẩy mà còn thực hiện nơi chúng ta những việc làm ngoài tầm với của mỗi người. Với tất cả kinh nghiệm khôn ngoan và sức vóc của ngư phủ, như trong bài phúc âm chúng ta đã nghe, các tông đồ không bắt được cái chi. Nhưng khi để mình trở nên công cụ cho Chúa, thì chính Chúa giúp cho họ vượt qua khả năng giới hạn của con người. Và Simon Phêrô nói: "Suốt đêm qua chúng tôi chẳng làm được gì hết." Nhưng mà trong phúc âm kể lại, các ông đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Và với sự trợ giúp của các thuyền bạn, họ đổ cá lên 2 chiếc thuyền đầy cá đến gần chìm. Và qua cái phép lạ này, Chúa nói với chúng ta rằng bàn tay của Chúa làm những điều kỳ diệu lớn lao không thể tưởng tượng được cho những ai để cho Chúa làm việc. Còn trái lại, khi chúng ta cậy vào sức của mình thì Chúa không làm được chi hết. Và bàn tay của Chúa không gặp một cái cản trở nào
ngoài cái sự từ chối của chúng ta là đấng cực thánh, nên sự hiện diện của Chúa làm cho mỗi người chúng ta cảm nhận thấy tận sâu xa tâm hồn của mình cái sự bất xứng, sự hèn mọn. Nhưng ngược lại, khi cảm nhận mình bất xứng, mình hèn mọn, thì chúng ta càng cảm nhận thấy nhiều hơn, lớn hơn cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Và tình yêu đó đã là tình yêu thì không đè bẹp một ai trong sợ hãi, mà còn nâng họ lên cao trong niềm hạnh phúc vô biên, được bơi lặn trong tình yêu. Một niềm hạnh phúc thật là khó diễn tả và luôn làm người ta ngạc nhiên. Này Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm? Và trong lịch sử cứu độ nhiều lần, Chúa bắt người ta đối diện với cái sự bất lực và sự sai lạc của mình. Và khi nhận ra sự bất lực, sự bất xứng, thì người ta nhận ra tình yêu của Chúa như một lời mời gọi, mà Chúa mời mọi người cộng tác vào công trình của Chúa, công trình của tình yêu. Và chỉ có một điều làm cho người ta đi ngược lại, đó là cái tính kiêu ngạo. Là sao? Là khi nhận ra sự bất xứng của mình, người ta không cảm thấy được tình yêu của Chúa, mà người ta lại cảm thấy mình xa Chúa ra. Và đừng quên, chúng ta bất xứng, nhưng mà trong tình yêu không có cân đo đong đếm, không có hàng rào, không có biên giới, không có cái chuẩn mực nào. Và trong bài đọc mùa ta nghe lời Chúa mời gọi, bây ta sai ai đây, ta sẽ cho ai đây, thì tôi thưa dạ, con đây xin hãy sai con. Sau khi mà cảm nghiệm được tình yêu của Chúa rồi, còn nơi Thánh Phêrô và các tông đồ, sau khi cảm nhận được bàn tay của Chúa làm cho mình, thì các ông đưa thuyền vào bờ, bỏ tất cả mọi sự mà theo người. Và trong bài đọc 2 chúng ta nghe Thánh Phaolô: tôi có là gì cũng là nhờ ơn của Chúa, và ơn người ban cho tôi không ra vô hiệu. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải là tôi, mà là ơn Thiên Chúa ở cùng với tôi. Và chính Chúa đã làm nơi tôi. Có một ông tên là Malcolm Muggeridge, khi gặp mẹ Teresa đã nhận định về mẹ Teresa trong tác phẩm Something Beautiful for God. Có điều chi đó là gọi là đẹp đối với Chúa, cho Chúa. Và ông nói: được sống với mẹ một vài ngày, tôi vô cùng cảm kích trước sự vui tươi của các nữ tu. Họ làm những công việc mà người ngoài cuộc cho là khổ sở, cho là khó khăn, như là không thể bắt tay vào được. Mẹ Teresa giải thích: đó là tinh thần của hội dòng chúng tôi, hoàn toàn phó thác, yêu mến, cậy trông và vui tươi. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã không đếm xỉa gì đến sự bất xứng của chúng ta, mà còn đến với chúng ta, mà còn đồng hành với chúng ta và trở nên một người bạn, một người thân. Và lời tạ ơn đẹp nhất đó là chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Và như trong bài đọc một chúng ta nghe, thần sốt mến đã cầm than để vào lưỡi Isaiah, và ông đã nói với Chúa: xin hãy sai con. Này xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy tình yêu. Và lúc đó cái lời Chúa sai cho tất cả mọi người: anh em hãy ra đi loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Lời sai đó là chi? Tin mừng đó là tình yêu thương, không trừ một ai, không hạn chế ở nơi một ai, mà với tất cả mọi người. Và khi đó chúng ta đã được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi và trở nên xứng đáng được gọi Chúa là Cha. Và Chúa sẽ gọi mỗi người chúng ta: đây là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta mọi đàng. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép.
Đời phèn Đức Chúa Thánh Thần. Mà người xuống ai, xin mời bà Maria đồng trinh. Chiều nam thời quan phong siêu phi la tu, chiều đông đinh trên cây thanh tra, chết và tăng sát, xuống gương tu tâm. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tận vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hạnh có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vời. Amen. Anh chị em thân mến, ơn gọi làm Kitô hữu và làm tông đồ của Chúa là một trong ân lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta. Với tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin. Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Xin cho mọi thành phần dân Chúa can đảm ra khỏi sự an toàn của mình, đến với những anh chị em bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội, để chia sẻ thương xót và giúp đỡ họ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Xin cho những anh chị em đang dấn thân trong các công cuộc truyền giáo, trong các chương trình giáo dục, phục hồi nhân phẩm, luôn kiên nhẫn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và phó thác mọi việc mình làm trong quyền năng của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Dạ con đây, xin hãy sai con đi. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta thêm niềm tin cậy mến Chúa và can đảm thân thưa với Chúa lời này, hầu sẵn sàng để cho Chúa sai đi làm chứng nhân, loan báo tin mừng tình yêu cứu độ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đã cho chúng con được gọi Chúa là Cha, được cộng tác với Chúa trong công cuộc rao giảng tin mừng tình yêu thương. Xin tiếp tục đồng hành với chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng là những môn đệ đích thực của tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ đời anh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và như vậy cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người.
Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bi tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thân là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Chúa thân là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thi thưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Simon thưa Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy,
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Trọn đời con muôn bài hát kinh ca ngợi, tiếng hát con vang tận tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời muôn cao vời vời, xin yêu thương đón nhận ca hồn thơ. Xin yêu thương nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.